Tết dương lịch về thăm đồi cam. Em Jelly chào các bác nào. Sao trong quần à? Quần bị làm sao? Quần dính cỏ mãi hết rồi. Trời thì rét, đi lên trên kia nhanh. Đồi cam của em Jelly nhá. Đồi cam của em Jelly với anh Tôm này. Đấy. Ui rồi năm nay cắt hết rồi. Cây thì to. Quả thì ít. Đấy, một đồi ra bên kia nhá. Dài xong kia, bây giờ đứng ở cái mô giữa này. Bác nào có nhu cầu bán lại luôn này. Jelly bán bao nhiêu? 100 triệu. 100 triệu á? 100 triệu bỏ công bán không? 100 triệu bán nhà giàu. Bán cho nhà giàu à? Đây. Trồng quế đây, chết nhiều lắm. Quế xuống nhiều nhưng chết nhiều. Đấy, mấy cây này. Đoạn này còn coi lắm. Bao giờ quế này lên cao vút lên được khoảng tầm 2 mét thì là bắt đầu chặt cam. Chặt hết cái đồi cam này. Hả? Cam. Ừ. Cây tốt tán to vật. Không ăn thua, cam xuống giá. Chuyển ra trồng hết quế xuống dưới chân gốc này. Đây nha. Đấy, cái đợt Covid là về trồng sen quế ấy, xuống theo xu thế đấy. Sen và cam, cỏ nhiều lắm, mai phải thuê. Phát lại toàn bộ. Nếu mà một vạn cây mà lên như này hết này, thì tuyệt vời. Rồi cam kéo dài xuống dưới kia. Bên này nữa nhá, bên này là của quế của bác Bảo này. Quế của bác Bảo không biết, cũng coi lắm. Nghe chuyện không ổn lắm. Cái chương trình này có thể là 5 năm, 10 năm và có thể còn lâu hơn nữa. Đấy, cây quế này. Ngay giờ tán cái cam luôn nhé. Cây quế lên xong phát là phật chặt tất cam luôn. Chỉ để cam không ăn thua rồi. Đấy, quế này. Đàn ngay bên dưới, trồng ngay bên dưới tán đó thì là nó sống, tỷ lệ chết ít hơn. Trên này hơi khô. Đấy, đồi cao nha, kéo dài sang bên này này. Cái rau ở bên trên này của bác cũng còi lắm nhỉ. Đây à? Cái dọc khe của mình là bắt đầu ăn từ cái ránh này đi gì? Hả? Sang bên kia là được quế của mình gì? Các bác là bên này. Cô bác cũng sống như trên mấy đâu. Bác bên giờ ra cho bác báo hết rồi. Có làm được đâu mà chẳng phải giao. Nhưng mà cam. Cam đây xuống Cam Vinh không mày. Bỏ xe luôn. Sống nhưng mà còi, cái này phải rúi lại thật, phải cho phân rúi vào. Nếu còi lắm. Đúng rồi. Ở bên này bác Phát rồi đây. Đấy, của bác Phát đi nhìn rõ hơn một này mà. Bác Phát cùng đợt với mình đấy. Hả? Phát cùng đợt mình đấy. Ừ. Nhưng mà của bác đấy là mọc cỏ cao. Cao hơn mình nên Phát nó lụi Phát, nhà mình nó lại mọc li ti lên luôn. Ừ. Phát thấp. Đoạn này sống nhiều chứ, làm gì chết. Này. Bên của mình cái chết mới nhiều. Đúng không? Nhưng mà đoạn từ dốc thì của bác cũng chưa biết rồi. Đoạn dốc, hình như dốc là khô quá, nó không sống được. Rồi, sống nhiều rồi. Ôi, một vạn thì gọi là tính tổng là một vạn thì được khoảng tầm 5.000 cây thì được quá ấy. Đan sen rồi. Khu vực suối mì nhá, ruộng đẹp chưa? Tí ít sai sai. Bên kia có đồi cỏ. Trước ở đây toàn cỏ chứ, khác hết đi. Đấy. Già ăn quế lên ấy, lên nhiều mà. Tỷ lệ như này bảo là chết nhưng mà không chết nhiều đâu.
Nói chung chết mất khoảng tầm 1.000-2.000 thôi. Nhưng mà cằn lắm, đất hơi cằn. Thế phải dùng phân rúi, nhưng mà bây giờ mùa này đang khô quá. Đây. Đấy. Đồi cam nhá, đồi cam đi tít mắt luôn. Mỏi chân luôn. Đẹp không? Đấy, lên đều như này, ôi thoải mái, như này là ngon quá rồi gì nữa. Còn mong muốn nào nữa, nó lên được như này là tốt rồi. Đoạn này lên đều, đoạn này không chết tí nào. Của mình chết ở cái đoạn dốc kia, nhưng mà đoạn bằng ở bên dưới kia thì nó lại lên tốt. Đây, đoạn này sống hết. Đoạn này không chết cây nào luôn. Trồng quế nhá, trồng quế để phá cam. Đẹp thế này cơ mà. Nhưng bác Hưởng bảo là chết nhiều, không chết nhiều đâu. Còn không chết nhiều, của mình còn chết nhiều hơn. Của mình chết nhiều lắm. Ơi, đừng nghịch dao. Đi 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 cùng mẹ đi, để bố đi đường này. Có thể về sau trồng kinh nghiệm hơn. Ở đoạn này sống nhiều. Cái dúi vào không là đầu tư phân vào nữa là ổn rồi. Góc cái này sống, tỷ lệ sống cao hơn. Của mình kia cỏ nó rậm quá, nó lấp nữa. Đấy. Đồi cam, đồi quế nhé. Không bằng mua bảo hiểm nhân thọ. Cái này đợt xuống là mười mấy triệu nhỉ? Gần 12 triệu nhỉ? Ừ. Cả công thuê nữa, không phát nữa. Ok. Đồi cam nhá. Vừa cắt này. Em Jelly ăn cam không biết đường đứng dậy nữa. Ăn được không? Ui, cái này mà tí nữa đi theo trục đường này quay với sướng đời kìa. Ờ, đây, thành quả đây. Cam cuối vụ. Đây được có mấy quả. Cái này được yên không? Không được. Còn đây, quả trên cây lừa chặt quá. Không thấy vặt nữa. Chán rồi. Trục này là 300 gốc. Cái đồi lúc nãy là 500 gốc, không bằng 300 gốc ở đây. Dã man. Thắng đi, chỉ có cam là cam. Rồi, cầm thật chắc nha. Cầm thật chắc xong đi nha. Các bạn ơi, tại vì mình là Vali á. Đúng rồi, mình là Vali. Mình đang quan sát đồi cam này. Đừng quay linh tinh, căng thẳng. Che màn hình rồi, ngón tay này che màn hình rồi. Cầm chắc nhé. Rồi, bố nhìn. Đang quan sát.
quay xe hoa mắt dưới thân cát này. Không biết đây cái cầu hôm ngoại làm đây, về nhà rồi.